Không phải Đặng Vi, đây mới là Mỹ Nam có tài nguyên tốt nhất sau Trường Tương Tư. Sau khi Trường Tương Tư khởi chiếu, nam diễn viên này là người có được tài nguyên phim ảnh tốt nhất trong số 3 nam chính của phim. Trong Trường Tương Tư, Trương Văn Ý dù đảm nhận vai nam chính Thương Huyền, nhưng lại không có được sự chú ý nhiều bằng Đồ Sơn cảnh Đặng Vi hay Tướng Liễu Đàn Kiệt Thứ. Dẫu vậy, Trương Văn Ý lại nhận được sự đánh giá cao của khán giả về diễn xuất. Nhiều người cho rằng dù là gương mặt hay đài tử của anh đều rất phù hợp với nam chính trong các phim Nam Tần Quyền Mưu. Quả thực sau Trường Tương Tư, tài nguyên phim ảnh của Trương Văn Ý nổi bật hơn hẳn so với dàn diễn viên nam của phim. Cụ thể, anh góp mặt trong bộ phim Tôi Biết Tôi Yêu Người đóng chung với Tuân Di. Đây là tác phẩm được remake từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc Đêm Xuân, kể về những lựa chọn tình yêu và cuộc sống. Nhiều khả năng phim sẽ phát sóng trong thời gian tới. Trương Văn Ý còn hoàn thành phim truyền hình cổ trang Cẩm Tú An Ninh, được chuyển thể cải biên từ đại IP Sổ Tay Dưỡng Thành Thừa Tướng của tác giả Văn Đàn do Tencent sản xuất. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của nền tảng. Dù mới chỉ có anh Nick, Trương Văn Ý vẫn nhận nhiều lời khen ngợi về tạo hình đã cho chemistry bùng nổ với bạn diễn Nhậm Mẫn. Hiện Trương Văn Ý tiếp tục tham gia một dự án cấp S cộng khác là Liễu Chu Ký hợp tác cùng Vương Sở Nhiên. Được biết Liễu Chu Ký là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng, kể về mối tình giữa nhiếp chính Vương Thôi Cửu Trương Văn Ý và cô nàng xinh đẹp giỏi giang Liễu Miên Đường Vương Sở Nhiên. Không chỉ chất lượng tác phẩm mà việc liên tục hợp tác với những tiểu hoa đang hot cũng cho thấy được tiềm năng của Trương Văn Ý. Khán giả nhận định sau Trường Tương Tư, sự nghiệp của Trương Văn Ý sẽ còn thăng tiến hơn rất nhiều.